Da, chào mừng các em đã đến với kênh của chị Heo Sinh. Ngày hôm nay chị Heo Sinh sẽ review tập phim Doremi ngắm hoa, ăn bánh mì dưa lưới. Cùng bắt đầu thôi nào. Mùa hoa anh đào nở rộ, mọi người cùng với gia đình đã tới đây để nghỉ dưỡng và thưởng thức những cảnh đẹp. Nhóm bạn của Doraemon cũng đã tới, nhờ cô bố của Sunio mà nhóm bạn cũng đặt được một chỗ rất đẹp ở khu vực này. Giờ thì cùng nhau ăn thôi nào, chiếc khăn trải bàn ẩm thực đã được trải ra. Bây giờ mọi người tha hồ mà chọn món. Doraemon sẽ chọn bánh Dorazaki, Nobita chọn bánh donut, Shizuka chọn bánh Sakura Mochi. Chai An thì quá tham, cậu ta chọn một phần Katsudon siêu lớn, một phần Kari và còn thêm một ổ bánh mì kẹp lốt nữa. Và tất cả đồ ăn đã nhanh chóng được dọn ra. Doremi cũng đã được Nobita gọi cho món bánh dưa lưới yêu thích. Nhưng nhìn Doremi có vẻ như có chuyện gì đó không vui thì phải. Cô ấy lấy lý do là có việc ở tương lai, nói mọi người hãy đợi một lát, mình sẽ đi rồi về, khiến cho Nobita rất lo lắng. Khi bình thường cô bé sẽ ăn ngay. Sunio gợi ý có thể bánh này không ngon, hay là chúng ta nên đi mua ngoài tiệm. Nobita đã cùng với các bạn đi mua bánh, nhưng phải có một người ở lại giữ chỗ, nên mọi người đã cử Doraemon ở lại. Nhìn mặt cậu ấy thật là tội nghiệp. Thật ra Doremi lại đang đứng ở trên cầu và thở dài một mình. Nhóm bạn Nobita đã đến quán nhưng lại phải quay về vì ở đây đã hết sạch bánh ngọt, bánh mì, tất cả các loại bánh cũng đều hết hàng. Doraemon có vẻ sừng sững như không có việc gì xảy ra. Còn nhóm bạn thì lại muốn tự tay mình làm những chiếc bánh ngon lành cho Doremi. Thế là mọi người đã cùng nhau nghiên cứu cách làm, bắt đầu từ khâu chọn loại bột tốt nhất thế giới. Nhưng làm nó ở đâu thì lại là một vấn đề lớn. Doraemon đã lấy ra một cái máy tạo không gian, chỉ cần ấn một cái có thể có một không gian ở dưới lòng đất. Và lần này Sunio lại bị bắt ở lại giữ chỗ. Một không gian thật rộng lớn, các bạn đã bắt tay nhau vào làm cánh đồng lúa mì với bộ đồ nghề phát triển nông nghiệp, đặt một tấm thảm đất, sau đó gieo hạt lúa mì tốt nhất lên, dùng đồng hồ thời gian để đẩy nhanh tốc độ thời gian cho cây nhanh lớn. Thế là nhanh chóng các cậu đã thu được những bông lúa mì chất lượng nhất rồi. Nhưng Sunio lại đòi hỏi nguồn nước tốt nhất. Sunio khuyên mọi người hãy tới dãy núi Ao để lấy nước. Các bạn chia nhau để đi tìm những nguyên liệu khác nhau. Sunio vừa định chạy đi thì lại bị Chaian kéo lại giữ chỗ. Nobita được giao đi lấy nước, nhưng nơi này đang là mùa đông nên chỉ có mình cậu ta lại bị chịu chết rét thôi. Món bánh sau bao nhiêu công sức chắc chắn sẽ rất ngon đây. Chai An sau khi tới Hokkaido đã được tặng một thứ gì đó và nghe cậu ta nói nó rất quan trọng với món bánh này, đó chính là quả dưa lưới. Nhưng vừa hào hứng khoe quả dưa lưới trên tay thì Sunio lại cười ngất ngưởng. Đấy chỉ là tên của món bánh thôi, chứ đâu phải cần dùng dưa lưới để làm bánh chứ. Chai An tức cái lồng ngực đánh cho Sunio một trận, cũng thật là tội nghiệp. Shizuka kiểm tra nguyên liệu thì lại thấy thiếu bơ. Sunio nhận trách nhiệm với trang trại phát sữa và làm bơ, nhưng cuối cùng vẫn bị Chaien giành đi mất. Sunio lại phải ở lại coi chỗ. Thì đúng lúc Doremi đã về, đã làm cho cậu ấy giật mình. Doremi thắc mắc mọi người đi đâu hết rồi. Sunio nói dối mọi người đang đi vệ sinh. Nhưng lúc này cánh cửa thần kỳ đã mở ra, Chaien cưỡi một con bò. Khi Doremi hỏi cậu đang làm gì vậy thì Chaien lại nói dối anh đang tập thể dục thôi mà. Sau đó lại lao vào cánh cửa thần kỳ và biến mất hút. Bắt đầu Sunio nói to để cho các bạn nghe và biết Doremi đã về. Rồi cậu ta lại kéo Doremi đi tham quan những bông hoa anh đào. Sau đó những chiếc bánh cuối cùng đã được hoàn thành rồi. Cũng là lúc cô bé cùng với Sunio đã đi về. Mọi người chào mừng cô bé đã quay về và tặng cho Doremi một món quà bất ngờ. Sau khi biết là do mọi người đã làm, cô bé rất ngạc nhiên nhưng vẫn còn tâm sự gì đó. Mọi người đang thưởng thức ngon lành chính công sức của mình làm ra. Doremi vẫn chưa ăn một miếng nào hết. Cô bé lại lấy lý do mình bận việc rồi lại rời đi. Mọi người thắc mắc hay cô bé không còn thích món bánh này nữa ta. Mọi người thường nói ăn bánh mì dưa lưới ngắm hoa anh đào mà sao Doremi lại cứ có vẻ buồn như vậy nhỉ? Thế là các bạn lại muốn làm món bánh mì theo màu sắc và hoa anh đào. Cuối cùng Doremon đành nghĩ ra một cách nhưng không biết sẽ như thế nào đây. Doremi quay lại, mọi người đã tặng cô bé một chiếc bánh mì đặc biệt hình quả dưa lưới. Lần này Doremi không nói lên lời, rưng rưng nước mắt, tưởng cô bé lại không thích. Mọi người liền an ủi cô, nhưng không ngờ Doremi quá phấn khích và vừa ăn chiếc bánh một cách ngon lành. Hóa ra Doremi thấy mình quá mập nên đang muốn ăn kiêng. Doremon nghe vậy rất giận vì điều đó, vì cậu ấy cũng đang rất lo lắng cho Doremi lúc đó mà. Thế là mọi người lại cùng nhau ăn bánh dưa lưới và ngắm hoa anh đào thật hạnh phúc. Còn Doremon thì vừa ăn vừa bực mình. Đúng là bọn con gái có những nỗi sợ thật là vô lý mà. Vậy là tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Nếu thấy hay thì hãy nhớ like và bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.